Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và ngày hôm nay thì mình có mời tới đây Đăng Anh. Và hiện tại thì con iPhone SE 2020 này mình vừa được nhận lại từ chỗ Đăng Anh. Tại vì là mình đưa cho Đăng Anh là một tuần rồi đó. Một tuần rồi để mà trải nghiệm cũng như là sử dụng để thử xem là nếu như mà con gái mà sử dụng một cái chiếc máy màn hình 4,7 inch thì nó sẽ như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Đăng Anh chia sẻ nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video thì nếu như những bạn nào mà chúng ta quan tâm tới sản phẩm iPhone SE 2020 thì mình đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video để bạn có thể truy cập vào chuỗi cửa hàng của 7S đang bán với mức giá cực kỳ là ưu đãi, hàng chính hãng VNA và sẽ được giao hàng vào ngày 28 tháng 5. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đây, cho chị cầm lại con iPhone này. Cảm giác rất quen thuộc nhưng mà cái cảm giác cầm trên tay mình thì rất là thích, nhỏ gọn. Thật ra mọi người sẽ sợ là cái màn hình nhỏ như vậy cộng thêm hai cái đường viền trên dưới nữa thì nó sẽ kỳ đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ bị hạn hẹp tầm nhìn. Nhưng mà thực sự trong quá trình sử dụng mình không có để ý quá nhiều những cái vấn đề đó. Với cái màn hình 4,7 inch này mình thấy cũng ok thôi. Đặc biệt là khi quay phim chụp ảnh cũng không có bị ảnh hưởng quá là nhiều. Rồi, từ trước giờ khi mà chị dùng điện thoại á, thì chị có dùng những cái con mà màn hình nhỏ hay là có, lên những con trước, lớn luôn? Đó, chị có dùng con iPhone 5C. Màn hình 4 inch đúng không? Thì bây giờ mà kiểu như mình cầm lại á, thì nó cũng mang một cái giá trị gọi là tinh thần lúc trước mà những cái chiếc Hoài máy niệm đầu tiên á, mà mình sử dụng á, thì nó sẽ là như vậy. Rồi, và tiếp theo á, thì chị nghĩ là nếu như mà nữ á, phụ nữ mà dùng cái chiếc máy này thì có hợp không? Nếu như những mình phân cấp ra đi bây giờ độ tuổi thật ra thì trẻ, chị nghĩ đây là một chiếc máy nó mạnh về cấu hình mà thường các bạn nữ khi mà mua điện thoại á, thì thường không có chú trọng đến nhiều đến cấu hình lắm. Bởi vì quan niệm của con gái, quan niệm của chị đi, đa số là các bạn con gái nữa, thường á mua iPhone về chưa chắc là đã chơi game, nhưng mà mua iPhone về chắc chắn thì sẽ là chụp hình để rút điện thoại ra hoặc check in các kiểu á, cho nên là mình nghĩ cấu hình nó cũng không quan trọng lắm đối với các bạn nữ. Ngoại hình thì vẫn ok hơn. Thật ra với tâm lý cầm một chiếc điện thoại từ có thiết kế từ năm 2017 ra đường, nhìn xung quanh toàn là ba lỗ không em. Ba lỗ rồi thì là cũng hơi tại thọ đúng không? Hơi tuổi thân đấy. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nữ mà trẻ trẻ thích chạy theo xu hướng ngoại hình đó thì không đánh giá cao con này. Bản thân mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà mua cho phụ huynh á, em nghĩ thì rất là hợp lý. Cô dì, bà hoặc là mẹ thì mình nghĩ rất là hợp lý. Thứ nhất là vì cấu hình mạnh nên không phải lo cái việc là càng ngày hệ điều hành iOS update đó thì cái điện thoại của mẹ mình nó không kịp cập nhật, hay là ví dụ mẹ mình á thì cần một cấu hình mạnh trong những cái lúc ví dụ như là những cái ứng dụng nhiều, những cái ứng dụng mà nó cập nhật lên ví dụ như Grab để đặt xe nè, hay lên Sài Gòn đi quay lại các thứ, phụ huynh thường dùng cái ứng dụng này rất là nhiều, rồi xem phim. Nói chung là cũng cần một cấu hình mạnh để giải quyết công việc, liên lạc, kết nối mạng, những cái đó phải ổn định thì mình nghĩ là mua một cái con để ăn chắc mặt bền như thế này, không cần ngoại hình luôn thì rất là ok cho mẹ, cho dì, cho cô. Thì mình sẽ bổ sung thêm cho chị Đăng Anh là nếu như mà hiện tại với cái cấu hình của con iPhone SE 2020 này á thì tối thiểu nó sẽ được hỗ trợ thêm khoảng là 3 năm nữa. Thì chị có biết không, cái chiếc iPhone 6 của mẹ em á dùng phải 5 năm rồi á. Thì iPhone 6 mà còn dùng được 5 năm thì con này mạnh hơn rất nhiều lần. Vậy là khi mà mua cho mẹ thì an tâm hơn đúng không? An tâm hơn, và kiểu như là mua cho phụ huynh á thì phụ huynh cũng sẽ thích một cái kiểu máy nhỏ gọn, cầm vừa tay, dễ lấy ra lấy vào. Rồi là kiểu ba em cũng đàn ông thì cũng thích đúng mặc rồi. Dù là đàn ông nhưng mà lớn trung niên một tí thì họ cũng thích những cái chiếc máy nhỏ gọn như thế này đó, để dễ dàng cầm nắm thôi, chứ cũng không có kiểu như anh em mình chơi game rồi nhiều á, chị không, em không, mình không chơi game nhiều, xem phim rồi nhiều thì mình cần màn hình lớn rồi cần pin trâu, còn người lớn thì chỉ bao nhiêu đây là đủ. Rồi tiếp là về phần camera thì chị đánh giá như thế nào về camera của nó? Em thấy chụp đăng Facebook các kiểu rất là nhiều. Đúng rồi, thật ra với một cái con mà kiểu nó có một cái ngoại hình rất là xưa cũ như vậy, những cái gọi là những cái linh hồn cũ chỉ khác trong con chip thôi, thì mình nghĩ là nó cũng đã tối ưu hóa khá là nhiều trong cái phần camera, mặc dù phần cứng thì nó không có khác là nhiều. Nhưng mà thuật toán lần này mà chiếc iPhone SE mang lại để có thể chụp ra được những bức ảnh, thứ nhất là màu sắc tốt, xóa phông cũng rất là ok. Mình nghĩ người lớn sẽ rất là thích chế độ chụp ảnh của con iPhone SE này. Mà nó dễ chụp nữa. Đúng rồi, nó dễ có những đó cái tính năng cũng mới mẻ với những cái dòng đời mới của iPhone, như là chụp với ánh đèn studio. Nói chung là màu sắc tươi tắn, chân thực, mình nghĩ là các phụ huynh sẽ rất là thích, bởi vì phụ huynh cơ bản cũng hay thích chụp hình á, các bà các mẹ đi cà phê cũng hay thích chụp hình với nhau đó, cho nên là mình mỗi lần ok mỗi lần mà đi du lịch kiểu ở nhà nữa là đúng rồi, toàn
toàn lôi mình ra để chụp ảnh các kiểu, rồi là mấy chị nữ rồi là mẹ cũng rất là thích chụp ảnh. Và kiểu như khi mà mình đưa họ một cái con máy cùi bắp mà không không phải cùi bắp em đang nói là vấn đề là một cái con máy quá mà xịn. Bự quá và xịn quá thì họ cũng ngại. Đúng ngại rồi. Cầm những con máy đó và tại vì thứ nhất là cồng kềnh, thứ hai là dễ vỡ thì nó sẽ tốn tiền rất là nhiều. Còn với con iPhone 11 iPhone SE 2020 chưa có quá nhiều tính năng chuyên sâu cho nên rất là dễ sử dụng nữa, dễ sử dụng khi chụp ảnh nữa. Và nâng cao hơn tí thì cũng có mấy cái kiểu selfie, ánh đèn sân khấu, spotlight, portrait các thứ, nói chung thì mình thấy cũng ok á. Dễ. Và khi mà theo như em thấy á, đối với những người mà kiểu lớn lớn một tí, họ đã thường dùng những cái con là iPhone mà có cái Touch ID rồi. Đúng thì rồi. Khi mà chuyển lên, mình cho dù là có tiền ok mình có thể chuyển lên là iPhone 11 Pro, 11 Pro Max các thứ, nhưng mà không người lớn thì họ không? Sẽ phải học lại cái cách sử dụng của những cái con đó. Thì bây giờ mua con này với cấu hình cực kỳ là tốt, rồi là mọi thứ của nó tương đồng với con iPhone 11 thì các bạn không cần phải học lại gì cả, cứ lại, mua về là dùng thôi, mở lên cái là biết dùng luôn. Đặc biệt là những bạn ở xa bố mẹ mà khi mà điện thoại bố mẹ gặp cái vấn đề trục trặc gì mà thực sự không biết sửa như nào, rất là khó để hướng dẫn á. Thì mình nghĩ cứ mua một cái con với cấu hình thật là tốt đi rồi bạn an tâm cho bố mẹ mình sử dụng hơn, đặc biệt là mẹ của mình. Và thêm một điều nữa là ở thời điểm hiện tại nữ hay nam gì cũng thế, ra đường là phải mang khẩu trang, thứ nhất là nắng, thứ hai là sợ bị dịch. Đúng. Thì đúng. Cái việc mà có một cái Touch ID đúng nó rồi. Rất là tiện lợi, nó tiện hơn rất là nhiều so với khi mà các bạn sử dụng phe đi. Đây các bạn, mình sử dụng con iPhone 11 Pro Max này nè, mỗi lần á muốn mở khóa bằng phe đi phải kéo cái khẩu trang xuống rồi là phải kéo lên lại, trong khi đó mất thời gian. Đối với cái con iPhone SE này nè, các bạn mở chỉ cần chúng ta đặt lên này ấn cái xong rồi, không cần phải kéo đi đâu hết, cực kỳ là tiện lợi. Và mình đánh giá rất là cao về cái Touch ID này. Nhưng mà theo bản thân em á, thì nếu như cái con iPhone SE 2020 này mà nó có thêm một bản Plus nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn, thì nó sẽ hướng tới nhiều người dùng sử dụng hơn là như chị em mình nãy giờ ngồi phân tích ở đây. Phiên bản Plus thì ngoài cái kích cỡ to hơn thì nó nâng cấp cái gì hơn nữa, pin hoặc màn hình hả? Nếu như kích cỡ to hơn thì chắc chắn là phần camera sẽ tốt hơn. Tiếp theo là màn hình lớn hơn, là cả giác nội nè, pin cao hơn. Rồi cái khi mà cái màn hình nó lớn ra, xem phim nó cũng sướng hơn, và màn hình 5.5 inch. Và với cái tỷ lệ 16:9 á, như mình đã nói khi mà chị chơi game á, chị để ý chúng ta đặt cái tay vào này nè, đó đang nó thoải mái hơn, đặt vào như thế này thì chị sẽ không cần phải học lại cái cách mà chúng ta sử dụng những cái phím khi mà nhỏ chúng ta nhỏ. Bắn còn với những cái màn hình mà có tỷ lệ ngoài cỡ, cái tỷ lệ full màn hình đó thì khi mà chị vào thì nó sẽ bị dịch một tí xíu, và chúng ta sẽ cần phải đặt học lại những cái cách đặt tay để cho đặt cho đúng. Đó. Nhưng mà với cái con phiên bản như thế này á, màu trắng màu đen thôi, thì mình nghĩ là cũng sẽ hơi khó chiều lòng một vài đối tượng người sử dụng đúng không? Nhưng mà nó có thêm màu đỏ. Nhưng mà nó có thêm màu đỏ thì nếu như mà những bạn nào mà chúng ta thích màu đỏ hơi chói chói xíu, để lên cái là biết iPhone ngay. Thì chúng ta vẫn có thể có cái phiên bản màu đỏ để lựa chọn, nhưng mà cũng hơi tiếc là cái màu vàng đó. Cái màu vàng cực kỳ là đẹp thì lại không có. Đó. Nhưng mà iPhone 8 ấy, màu đấy không có. Thì lại không có. Thì cái video lần này á thì mình với chị Đăng Anh muốn chia sẻ với bạn là cái nhu cầu của Apple họ mang tới cho người dùng. Tại vì chị có thấy không, từ cái lúc mà nó chuẩn bị ra mắt nè, tới lúc nó ra mắt, tới lúc chị em mình làm clip, nó trải qua một thời gian rất là dài, phải tầm là cả nửa tháng, thì có rất là nhiều những người bạn nói về cái chiếc máy này rất là nhiều. Kiểu ngóng á, ngóng đợi á. Ngóng đợi xong chửi cũng có, chửi nhiều hơn. Tại vì chửi là ơi, có cái mẹ gì đâu bán 11 triệu mua mấy con Android nhiều hơn, rồi 11 triệu mua được con này con kia bla bla, 11 triệu thì bỏ tiền ra mua một con iPhone XS Max cũ, hoặc là 11 triệu thì mua được một con iPhone 11 lock, kiểu như vậy. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nói một câu chuyện khác, là cái iPhone SE này đối với những bạn nào mà chúng ta hay chửi như vậy thì nó sẽ không dành cho các bạn. Nó sẽ không dành cho các bạn, và nó sẽ dành cho những người nào có nhu cầu mua một cái chiếc máy dễ sử dụng, ăn chắc mặt bền, xài về lâu về dài thì Apple sẽ hướng tới người đó. Hoặc là những bạn nào mà chúng ta đang có ít tiền nhưng vẫn muốn một cái chiếc máy có cấu hình cao, đặc biệt là những bạn nào đang xài còn xài những chiếc điện thoại từ dòng 6 á, thì mình nghĩ đây là cơ hội rất là tốt để các bạn tốt lên để đời bạn máy, có thể lên đời với một cái mức giá tốt không quá cao như những cái sản phẩm khác. Và không biết chị có biết hay không, nếu như để ý một tí nha,
thì sẽ chị sẽ cảm thấy là Apple hiện tại họ sẽ phân theo ba cấp. Ở phần cao cấp nhất á, thì chúng ta sẽ có iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Thấp hơn xíu thì chúng ta sẽ có iPhone XR và iPhone 11. Và dòng giá rẻ, nói rẻ theo cái cách của Apple thôi, chứ còn mà thế giới của chúng ta thì vẫn là mắc, vẫn là hút máu. Đúng rồi, thì nó sẽ có con iPhone SE. Đó, đúng. Tại vì tất cả những dòng máy khác thì đều bị ngưng sản xuất rồi. Đúng rồi, trước đây thì có iPhone 8 nhưng mà bây giờ nó bị xoáy ngôi với SE rồi. Đó, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và rất cảm ơn chị Đăng Anh đã tham gia cái buổi nói chuyện nhẹ nhàng về cái con iPhone SE 2020 này. Và không biết cái tâm lý của bạn như thế nào, không biết cái ý kiến của bạn là sao, thì hãy comment với một mình ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Chưa like, share và subscribe trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Điện Thoại Vui TV nhé. Ok, bye bye. Mua hàng ở Seven Net này nha mấy bạn.